Ôi chiều chiều quê mình vui quá bạn ơi, ăn miếng lấy sức cho mày quýnh bóng chiền nha. Rồi bắt đầu đã món rùa đây. Bắt đục rồi hết bài luôn. Cảo đều lên nha này ơi, sữa bột luôn không, mắm đạm nhiều á. Đây có bột trà quơ một hũ mấy mực, một tô là một đủ luôn á. Ai là đâu bay một hũ luôn. Làm đi đây, làm đi đây, em làm đi đây, quay chứ không chuyện đó. Ăn nãy sức chuẩn bị team sân dừa của mình giao lưu với team mấy anh em sân nhà nữa nghe các bạn. Đây. Đây, bỏ lỗ tai vô. Anh hai ngồi gần chăm sóc xíu nha. Em đó. Chăm sóc phụ nữ chút. Em đang quýnh năm chiều mà đó quá chưa kịp sơ mau ha. Vô luôn thêm một miếng thịt nữa vô. Giá thịt nạc. Ôi trời luôn. Ôi trời ơi luôn ấy. Đúng có đây 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 đây. Vô. Đặt lên bò thịt. Thủ đâu chứ Thủ ơi. Dũng biết ăn ma mấy mực không? Mực ngon với anh. Tiền sống quê ơi. À Thủ ăn rồi đó. Được. Lấy miếng ngon ngon thôi, em lấy miếng giờ da không? Ê, cháu mày. Lấy cái mát đây. Đây. Không có lỗ tai mày. Tầm tầm vô. Rồi, đây đây. Em chưa em xem nè. Rồi, cặp lên đi. Mấy em giày, mấy em giày. Em trước em xin phép em trước nghe. Em trước của đồng tiền. Em chấm cái này. Vàng nó cơm nước không chậm lắm. Mấy mặt kia anh gà. Ôi giời ơi. Ngon. Ôi giời. Đi không anh? Rồi, cứ đó. Em cho bự bự luôn anh. Cho hàng hàng mỡ ha. Chấm luôn luôn đi. Chấm luôn anh. Ôi trời. À, có mỡ trên này đây, mỡ hàng này ơi. Của hai cục không? Mình ra chấm chút mấy mật ra nha. Bồ xào quá. Wow. Ok chú ơi. Bác Phi ở đây, bác Phi ở đây, tôi ra liền đi ạ. Làm cuốn chú. Xí cuốn truyền thắng anh mẹ dám ăn. Cô không dám ăn hả tụi? Ồ, đảo á. Nàng ông cho con cuốn chút đi. Mời cả nhà nha. Úi giời. Quá ngon quá. Ồ, cái mấy mềm. Đây, em chấm thử cái này đi anh. Ừ. Ừ. Được chứ. Anh này. Không, không. Anh, trong một cái. Đây, đây. Xếp bớt ra đi. Wow. Anh nhìn đẹp. Đúng lẽ dần cũng chết luôn à. Ồ. Anh ngập mộc nha. Ồ, đã. Anh em mình có cái combo này nè, anh em bịch một mực mực được nè, cho nó uy tín luôn. Wow. Nha anh em. Ăn nhiều quá rồi, chúng vô cái banh nhãn nổ sao rồi. Chị Hoài. Cũng chị Hoài. Miếng bự luôn cho em. Ôi trời ơi. Nói gì nữa nha. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.